Đại ca, đại ca. Có chuyện gì? Bọn thằng Phong Gió kéo đến đây rồi. Phải chết rồi. Rút. Ông Gió, mày muốn gì? Muốn mày chết. Mọi người, mày gọi. Lúc mày bắt nạt đàn em của tao ấy, tao đã xử hết đàn em của mày. Tao liều mạng với mày. Anh Phong ơi, anh sai rồi, em xin anh. Anh cũng nhớ trước đây em mời được anh đi ăn à? Sai! 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 Yên tâm, anh không làm hại em nữa. Tao chấp nhận tất cả điều đó, như khi lên xe là tao phải đóng. Như là đối mặt với kẻ thù chỉ có một nước lạo rút phóng. Tao bắt giang hồ dậy sóng, chém hết cá kinh hoài biển đông. Tao sẽ là cơn giông mang hết cơn bão này qua cánh đồng. Và tao sẽ là cơn lốc cuốn hết tất cả chúng mày đi trong đau khổ. Fuck, thằng nào muốn gây gổ phải bước qua xác Đại ca Phong. Thằng nào cứ muốn đến đây nổ thì gặp anh em Đại ca Phong. Chúng mày hãy nên lắp não khi bước vào à. Thằng Phong Gió, chúng mày đến thì tao đón. Nhưng thằng nào muốn bước qua thì hơi khó. Mày quỳ xuống và xin tao, bố mày vui, tha mạng cho. Anh, em vừa nãy em sợ ý quá, em không để ý cho anh. Anh cho em xin lỗi ạ. Vâng, bọn em rất vui khi được gặp Vinh Hạnh làm quen với các anh ạ. Chúng mày! Đập lát mặt rồi tao! Ôi, có chuyện gì thế này? Anh ơi, em xin lỗi các anh. Bọn em đã làm gì sai nên thôi. Mà các anh đánh đập bọn em sát man con ngan đến như thế này hả anh? Chúng mày biết tội của chúng mày chưa? Tội của chúng mày là coi thường đại ca tao. Mà coi thường đại ca tao là coi thường tao. Giờ chúng mày đã biết đại ca Phú Chim là ai chưa? Ở cái xóm trọ này, ai coi thường Phú Chim bước chân đây. Tao không cần biết chúng mày là ai. Cho dù mày có hổ báo, chim chuột gì, đến cái xóm trọ này cũng phải có luật lệ, hiểu chưa? Các chú muốn chơi kiểu gì, anh chiều các chú tới bến. Tao nói cho chúng mày biết nhá, ở xóm trọ này mà,
chỉ thích bình yên thôi. Còn chúng mày thích gây sự gì? Đi nơi khác, biết? Chờ tao gọi cho đại ca tao, chúng mày chết chắc rồi. Đổi gì mà gây sự? Ngày mà tao sinh ra khi mà ngày trời giông bão, bố tao vào nhà lao, bà mẹ tao phải đi bán báo. Dạ. Lớn lên như cây cỏ, tao chỉ cơm thừa vào húp cháo. Kẻ thù nó dùng mã tấu khắc lên da thịt, tên tao là Phong. Ê. Ngày khi tao sinh ra trời đã ấn định một kiếp long đong. Đại ca, bộ này bắt lại em. Ê, mọi người biết đây là ai chưa? Là đại ca Phong Gió. Trên vạn người không dưới một người nào cả. Nhìn đi, nhìn thần thái đi. Già người, già tóc, già râu, tinh thần chiến đấu còn lâu mới ra. Ai dám động vào người Phong Gió này? Phong ạ, các chú các bác chỉ thích sống một cuộc sống bình yên, không muốn dây vào chuyện xã hội đen nữa. Còn chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm nhau. Chúng ta sẽ từ từ ngồi với nhau nói chuyện. Rồi, pháp luật sẽ trừng trị chúng mày. Im mồm! Pháp luật chưa đến, tao giết mày bây giờ! Chém hết cả kinh ngoại biển đông. Tao sẽ là cơn giông mang hết cơn bão này qua cánh đồng. Và tao sẽ là cơn lốc cuốn hết tất cả chúng mày đi trong đau khổ. Fuck, thằng nào muốn gây nổ phải bước qua xác đại ca Phong. Thằng nào bơ mua đến đây nổ thì gặp anh em đại ca Phong. Chúng mày hãy nên lắp não khi bước vào đất của thằng Phong Gió. Và hãy ghi vào óc chó, luôn ở đây là tao. Anh Phong, hãy ghi vào óc chó. May cho các người, hôm nay đại ca tôi ăn chay, không các người chết chắc rồi. Để em. Đại ca! Đại ca, đợi em! Chào nhá! Bắt hết lũ chúng nó lại với tao! Nhanh nhanh! Bọn này chẳng kia! Mấy ông này của đêm gì? Ra hết quỷ! Ra đây! Ra kia! Mấy ông này! Ra kia! Ra kia! Ra thì chúng mày làm được gì? Đi! Ra! Ra! Mẹ nó làm gì? Ra! Thằng Long đang dùng đâu? Ra cho họ! Đại ca cho của em ạ. Đại ca của em ạ. Tao vừa bị đánh cắp một vật rất là quan trọng. Tao nghi ngờ rằng, à không, tao khẳng định thủ phạm là một trong những người ở đây. Mày, chính mày sẽ là người giúp tao tìm ra thủ phạm. Nhưng mà tại sao đại ca khẳng định người trong xóm trọ này lại đổ đại ca ạ? Vì sao á? Mày nhìn đi. Vì họ nghèo. Vì họ đều là những thành phần bất hảo, từng vào tù ra tội. Mày tin vào sự hoàn lương, vào sự hoàn lương của những con người này á? No. Chả có sự hoàn lương gì ở đây cả. Người của tao khẳng định thủ phạm. Này, mày đừng có ngậm máu phun người. Này, đừng có cậy nhiều tiền, mà đổi trắng thay đen nhá. Mọi người cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ tìm ra thủ phạm, không ai phải chịu oan đâu. Mọi người yên tâm, đã có Long Thám Tử ở đây, cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Đúng rồi. Đấy, đại ca thấy chưa? Có em ở đây, đại ca đừng đổ tội oan cho ai. Mày tìm ra thủ phạm lấy đồ của anh em tao, bao tiền tao chi? Đại ca, vụ này em nhận. Sao lại nhận? Anh này, công cuộc sự nghiệp làm giàu của mình mới là quan trọng, còn hơn cả mạng sống của những người dân ở đây. Với lại, mình vừa chuyển về đây, có quen ai đâu, tại sao mình phải hy sinh với họ hả anh? Đại ca, vậy vật đại ca mất là gì ạ? Không phải việc của mày,
Việc của mày tìm nhanh luôn. Bán bạn Cầu Vinh. Bán bạn Cầu Vinh. Ở đây ai là bạn tôi? Đại ca, vụ này em nhận, nhưng mà đại ca phải bảo vệ em đi nhá. Vậy là mày biết cách sống rồi đấy. Mọi người nghe đây nhá, kể từ bây giờ anh động vào hai thằng này tức là động vào người của Phong Gió, nghe chưa? Nghe chưa? Đừng động vào người của Phong Gió. Không là san bằng tất cả. San bằng tất cả cho tao. Tưởng thế nào? Hóa ra rụt rụt cổ hết à? Đại ca, em nghi con La lấy trộm đồ anh em mình. Anh nói thế nào? Na của em không phải là người như vậy đâu. Này, tao nghe đồn rằng ấy, Na là người yêu mày. Na. Na đúng không? Na! Na là ai? Xuống đây! Đại ca, con La kìa! Chúng mày đuổi nó! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Sao anh lại ở đây? Tôi sợ ông bà chủ à? Tôi còn nhiều thời gian đâu, anh chẳng thích sao đấy. Cảm ơn anh em đã giúp. Nếu không có anh em ngày hôm nay, chắc tụi em đã chết ở đây rồi. Xin cáo từ các anh em. Xin cáo từ.
thấy thế nào? Tôi thấy cũng được đấy. Con chúng ta mà lớn chắc cũng như thế này. Tôi nghĩ nó sẽ giống tôi, chứ không lắm mỡ lắm lòng như thế này đâu. Xe Sơn Căn Tích vào vị trí. Ok em. Em mang Sơn đến rồi. Sơn đâu? Dạ, đây ạ. Mở ra. Sơn tốt đấy cả. Việc ở đây anh giao cho mày nhé. Vâng. Cho lên xe. Giao tao về kho. Yeah. Mọi người chú ý, camera đã được vô hiệu hóa. Long, Quỳnh, Na vào vị trí. Anh đang làm việc em ơi. Anh em bảo là anh chơi với em đi mà. Anh xin em. Em ơi, cái bụng to thì nó to rụt à. Anh tính anh đẹp thế nhở. Em ơi, tóc anh cũng đẹp nữa ấy. Mọi người chú ý, chim đã vào lồng. Đổi phương án B. Hả? Anh Phong. Con xin vào đâu đây? Em mà anh, tối qua chúng ta vui vẻ với nhau là thế cơ mà. Đúng điên rồi. À, thôi vào rồi. Anh. Alo, chim đã vào lồng. Alo. Chim đã vào tổ. Nè, nhanh lên. Long. Chìa khóa. Làm việc em ơi. Đi mà, đi chơi với em đi mà. Sao ngựa đẹp trai mà người cứ cứng như khúc gỗ thế? Anh mệt lắm rồi. Sao mà mệt? Thế thôi chả chơi với anh nữa đâu. Tao mà không bận làm việc thì mày khác thấy. Có ai vào trong phòng tao không? Dạ không ạ. Chắc chứ? Chắc để những cây yêu đất, những tất dày, những dày yêu cố, những cố yêu chắc, những khăn yêu cổ, những tổ yêu chứ. Làm tốt lắm. Dạ. Ừ, đến chưa em?